Xin chào tất cả anh em, Táo Bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Màn soi kèo tiếp theo của ngày hôm nay là trận đấu giữa Stade de Reims và Montpellier trong khuôn khổ vòng đấu thứ 38 Ligue 1 diễn ra vào lúc 2 giờ Chủ nhật ngày 4 tháng 6 trên sân vận động Auguste Delaunay. Reims đang có một mùa giải rất thành công nếu so với chính họ ở mùa giải năm ngoái, khi tạm thời xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, chúng ta có thể nhìn thấy phong độ tệ hại của đội bóng này khi chỉ có một trận thắng. Nhìn rộng ra hơn, đội bóng vùng Grand Est đã có được 12 chiến thắng, 15 trận hòa và 10 trận thất bại sau 37 lần ra sân tại Ligue 1. Mặc dù hàng công mới chỉ ghi được 44 bàn thắng, nhưng hàng thủ thi đấu chắc chắn mới chỉ để lọt lưới 42 lần, đang là điểm tựa vững chắc cho câu lạc bộ. Cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Reims đương nhiên là Florin Balogun, cùng với 20 lần điền tên lên bảng tỷ số. Xem ngay phía sau chính là Ito Junya với 6 lần lập công và 5 đường truyền thành bàn. Ngoài ra, Alexis Flip luôn sẵn sàng châm ngòi cho các đồng đội phía trên khi đã có 6 kiến tạo. Montpellier đang có một mùa giải thất vọng không kém khi đang đứng ở vị trí thứ 12, mới chỉ giành được 47 điểm và gần như không còn cơ hội giành vé dự cúp châu Âu vào mùa giải sau. Sau 37 lần ra sân tại Ligue 1, đội bóng vùng Occitanie mới chỉ có được 12 chiến thắng và 5 trận hòa. Phong độ gần đây của đoàn quân của huấn luyện viên Roman Pito cũng là không quá tốt khi họ chỉ có được 1 chiến thắng sau 5 lần ra sân. Mặc dù hàng công đã ghi tới 62 bàn thắng, nhưng điểm yếu nơi hàng phòng ngự khiến họ liên tục đánh rơi điểm số khi thủ môn của họ đã phải vào lưới nhặt bóng 61 lần. Cầu thủ quan trọng nhất của Montpellier đương nhiên là Wahi, người đã có 17 lần điền tên lên bảng tỷ số. Xếp ngay phía sau là Savanier với 12 lần lập công. Ngoài ra, Choris Kotat sẵn sàng châm ngòi cho các đồng đội phía trên khi đã có được 6 kiến tạo ở mùa giải năm nay. Trận đấu được nhà cái đánh giá là Reims trừ 0.5. Theo Táo Bóng TV đánh giá, Reims sẽ có thể clear kèo này khi đang có giải nhân sự và phong độ nhỉnh hơn. Tỷ lệ tài xỉu trong trận đấu này là 3. Nhìn chung, đây là một trận đấu có nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều sở hữu lối chơi tấn công phóng khoáng. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Táo Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.